Dân gian tin đồn Thánh Nam Won Bin làm nông dân trồng rau nuôi cá sau 13 năm không một tác phẩm, fan vừa tiếc nuối vừa ước ao giá mà được như anh. Won Bin là một tài tử rất kỳ lạ của làng giải trí Hàn, anh có ngoại hình, có diễn xuất nhưng lại không mặn mà với phim ảnh. Mới đây, một chủ đề thảo luận thu hút sự chú ý cực lớn của cư dân mạng xứ Hàn khi cho biết Won Bin đã quyết định trở thành một anh nông dân vui vẻ với cuộc sống đồng quê. Cụ thể, một tài khoản cho biết Won Bin đã tham gia lớp học nấu ăn, còn tự tay chế biến dầu mè và hào phóng chia sẻ với bạn bè thành phẩm của mình. Cư dân mạng người thì tiếc nuối, người lại ngưỡng mộ khi nghĩ tới cuộc sống hưu linh tự tại ấy. Won Bin đã 13 năm không diễn một phim nào, khán giả chỉ thi thoảng thấy anh đóng quảng cáo mà thôi. Mỗi lần xuất hiện là Won Bin lại gây thương nhớ vì ngoại hình xuất chúng, gương mặt như tượng tạc bất chấp thời gian. Vậy nên khán giả vẫn ôm mộng sẽ có một phép màu xảy ra, một biên kịch hay đạo diễn nào đó có thể thuyết phục tài tử này tái xuất. Tuy nhiên, qua từng năm cũng không ai có được cái gật đầu đóng phim của Won Bin. Thông tin Won Bin chuyển trạng thái về nông thôn chưa được kiểm chứng, mà có lẽ cũng chẳng ai kiểm chứng được. Tuy nhiên tài tử này không đóng phim, cũng không thiết tha hoạt động nữa thì chuyện anh có làm nông dân thật hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng có trở lại màn ảnh đâu. Với địa vị, tài sản hiện tại, gia đình Won Bin đã có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống an nhàn. Kiếm thật nhiều tiền, nghỉ hưu non và thoải mái làm điều mình thích, đây chẳng phải là mục tiêu của tất cả chúng ta sao? Phim ảnh vài năm gần đây cũng đang rộ lên style bỏ phố về quê, xem ra nam thần của chúng ta đu trend đấy chứ.